Nửa tiếng trước là nước ngập cỡ nào chị? Lên tới đây nè. Là lúc mà mưa nhiều nhất á hả? Đúng rồi. Là phải cao hả? Là mưa là nước vậy là nước chết thì cao luôn. Chiều ngày 23 tháng 6, Đà Lạt có một trận mưa lớn kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ. Sau mưa, nhiều đoạn đường như Trần Quốc Toản, phường 1, Phan Đình Phùng, phường 2, Mạc Đỉnh Chi, phường 4, đường khu quy hoạch Gold Valley, phường 2 bị ngập nặng. Điểm ngập nặng nhất là đoạn cuối đường Phan Đình Phùng. Theo người dân, vào thời điểm mưa lớn nhất, nước từ ngoài đường tràn vào nhà ngập khoảng 0,5 mét. Bà Nguyễn Thị Mừng nói hiện tượng ngập ở đường Phan Đình Phùng chỉ mới xảy ra trong 2 năm gần đây. Trước khi sửa đường Phan Đình Phùng, tuyến đường này không bị ngập dù mưa to trong thời gian dài, thậm chí cả ngày. Tình trạng trên không ảnh hưởng chung đến không gian du lịch Đà Lạt. Tuy nhiên, hiện tượng ngập cục bộ ngay trung tâm thành phố mỗi khi có mưa lớn khiến người dân bất an.